TikToker Kiều Đức Cường, Tú Ông hay nói đạo lý bị bắt vì môi giới gái bán hoa online, sử dụng trang web bẩn để đăng tải hình ảnh gái bán hoa. Mỗi tháng Tú Ông Kiều Đức Cường bỏ về túi hàng chục triệu đồng. Trên mạng xã hội, người này xây dựng hình ảnh bóng bẩy, chuyên làm các clip nói đạo lý, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá thành công đường dây gái bán hoa hoạt động trên không gian mạng. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán tại ba nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa. Qua lời khai ban đầu, tất cả gái bán hoa đều thừa nhận liên lạc với một thanh niên có tài khoản tên A Lữ. Tại đây, họ cung cấp số điện thoại, hình ảnh và thông tin cá nhân cho A Lữ để đăng tải lên web đen. Mỗi tháng, A Lữ nhận phí từ 4 đến 10 triệu đồng một người với nhiệm vụ chia sẻ thông tin và duy trì trạng thái hoạt động. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Cục Cảnh sát Hình sự xác định tài khoản A Lữ tên thật là Kiều Đức Cường, sinh năm 1990, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngày 30 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã di lý Cường từ Hà Nội vào Bà Rịa Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra. Kiều Đức Cường cho biết, từ tháng 6 năm 2021, nam thanh niên mua một tài khoản trên web môi giới, sau đó dùng chính tài khoản này để chia sẻ hình ảnh gái bán hoa nhằm thu tiền hàng tháng. Khách hàng vào đây sẽ chủ động liên lạc qua thông tin có sẵn. Với hình thức Tú Ông thời đại 4.0, Kiều Đức Cường hiển nhiên thu về túi từ 20 đến 50 triệu đồng một tháng. Ngoài Kiều Đức Cường, cơ quan công an đã xác định Hà Tiên Song, trú tại tỉnh Yên Bái và Nguyễn Thị Huyền, trú tại tỉnh Hòa Bình là những người giúp sức cho Cường trong việc điều hành và quản lý gái bán hoa. Trước khi rơi vào vòng lao lý, Kiều Đức Cường được ví như idol thấp thấp với biệt danh Cường 7, sở hữu gần 20.000 lượt theo dõi. Trên trang cá nhân, không khó để bắt gặp các khoảnh khắc sang chảnh đi xế hộp, mua hàng hiệu cực mắc tay của nam thanh niên. Đặc biệt, Cường 7 cũng xây dựng hình ảnh anh đại với các đoạn clip nói đạo lý, hướng dẫn giới trẻ dậy sớm để thành công. Ngoài ra, đặc biệt dễ nhận thấy của Cường 7 là các hình xăm lớn nhỏ phủ khắp cơ thể. Thời điểm bị Antifa ném đá, Cường 7 còn lên mạng đáp trả bằng các clip đi làm từ thiện, minh chứng sự trong sạch của bản thân. Được biết, Kiều Đức Cường còn tham gia đóng phim ngắn, thường xuyên gặp gỡ người nổi tiếng như ca sĩ Du Thiên, Đạt Villa. Phía dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận ngán ngẩm trước hành vi xem thường pháp luật, lạm dụng mạng xã hội và phụ nữ để thực hiện mua bán. Ngoài ra, dân tình cũng được phen vỡ lẽ vì khối tài sản bé lầu này của Cường 7 đều xuất phát từ việc làm ăn không chân chính. Một số bình luận của cộng đồng mạng mong cơ quan giữ lâu vào ạ, đang hóng clip trừ view của anh 7. Hai, mấy anh từ từ bắt để ra clip đã. Công nhận mấy đứa hay nói đạo lý thường đi tù. Rồi ai lên tóc tóc nói đạo lý nữa đây, mang tiền ăn trên thân con gái đi từ thiện. Ui tưởng thế nào nhiều tiền thế, càng nổi thì càng dễ vớt. Idol của những đứa ham ăn lười làm đây. Điều 328 của Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội môi giới kiều nữ như sau: người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua bán hoa thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có thêm các tình tiết tăng nặng như thu lợi bất chính từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Nếu thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên thì phạt tù từ 7 đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.